Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đinh Văn Nơi thích đùa với lửa, không ngán cái giá phải trả như Nguyễn Bá Thành hay sao? Nhiều người thường ấn tượng với câu nói "tôi lựa mấy người nào quen lớn, tôi bắt trước" của đại tá Đinh Văn Nơi. Theo khảo sát của tờ Thời báo.de thì nhiều người nói ông Nơi không khoác lác, ông nói thật. Ông là mẫu người dám nói, dám làm, giới tội phạm xuyên tỉnh rất ngán phạm pháp ở địa bàn tỉnh An Giang. Và việc ông bị giới tội phạm bỏ ra tới 20 tỷ đồng để đẩy ông ra xa khu vực mà họ làm ăn là một minh chứng rất rõ ràng. Đây là hình ảnh Dũng tướng Nguyễn Bá Thành. Nhiều người dân cần ông Nơi vì họ nghĩ ông không ngán tội phạm, ông không ngán những mối quan hệ khủng của tội phạm. Tuy nhiên, ông Tô Lâm thì nhìn ông Nơi với ý đồ chính trị nhiều hơn là về vấn đề an ninh cho xã hội. Ông Tô Lâm bị ông Tổng ép phải làm những vụ án rất khó, mà lúc đó ông Tô Lâm cần những người đến Đinh Văn Nơi để hỗ trợ ông. Có được cấp dưới như Đinh Văn Nơi thì Tô Lâm như vớ được vàng. Cách ông Tô Lâm dùng Đinh Văn Nơi làm người ta liên tưởng tới cách ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng dùng Nguyễn Bá Thành. Khi ông Nguyễn Phú Trọng mới lên làm Tổng Bí thư, ông nhắm ngay đến ông Nguyễn Bá Thành. Lúc đó Nguyễn Bá Thành là ông vua ở Đà Nẵng, vì tính dám làm không nể ai. Và không chỉ nổi ở Đà Nẵng mà nổi cả trên toàn quốc. Một con người nếu dùng làm công cụ chính trị sẽ rất hữu ích. Đó là cách nhìn của ông Tổng đối với Nguyễn Bá Thành. Khi được ông Tổng kéo về Trung ương, giao cho chức trưởng ban nội chính, ông Nguyễn Bá Thành đã có tuyên bố hùng hồn rằng hốt liền, không nói nhiều. Và sau đó ông Thành đến tham dự phiên tòa xét xử Dương Chí Dũng. Và kết quả là ông đã phải nhận một bệnh rất lạ, giống như bệnh của điệp viên Alexander bị đầu độc phóng xạ chết ở London, Anh Quốc vào năm 2006 khi mà tóc dần bị rụng y hệt như ông Nguyễn Bá Thành. Vụ án Dương Chí Dũng đưa hối lộ có liên quan đến tiêu cực của ông thủ tướng thời đó là Nguyễn Tấn Dũng. Người ta đánh giá chính cái tính cương trực, dám làm, không ngán ai của Nguyễn Bá Thành đã đưa ông lên làm vua ở Đà Nẵng và giúp ông Trọng chiếu cố để rút ông về Trung ương và dự tính đưa ông vào Bộ Chính trị. Tuy nhiên, cũng chính cái tính đó đã khiến ông Thanh phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình với cái chết hết sức bí ẩn. Đây là hình ảnh ông Đinh Văn Nơi đang thể hiện ông là một dũng tướng. Câu nói "tôi lựa mấy người nào quen lớn tôi bắt trước" so với câu nói "hốt liền không nói nhiều" của Nguyễn Bá Thanh trước đây là không khác gì mấy. Trước đây, ông Thanh hay nhắm đến ông thủ tướng khi đó là Nguyễn Tấn Dũng. Thì nay nếu ông Đinh Văn Nơi phối hợp với Bộ Công an cho điều tra truy nã bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì cũng là nhắm đến Thủ tướng đương nhiệm Phạm Minh Chính. Ông Phạm Minh Chính được cho rằng chưa đưa ra thủ đoạn nào nguy hiểm như ông Nguyễn Tấn Dũng, tuy nhiên chưa không có nghĩa là không ra. Làm chính trị thì phải thủ đoạn, mà bị dồn đến chân tường thì những người làm chính trị của chế độ này sẽ bất chấp tất cả. Đấy là vấn đề khó cho ông Đinh Văn Nơi. Vụ án sai phạm của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn sẽ gây khó khăn nhiều cho ông đương kim Thủ tướng Việt Nam nếu bắt được bà Nhàn. Tuy nhiên, hiện nay bà Nhàn được cho rằng đã cao chạy xa bay và trốn ở phương trời Tây, nên rất khó bắt bà về quy án. Bà Nhàn không thể nhìn thấy tấm gương Trịnh Xuân Thanh và bà đã trốn thoát một cách đầy kịch tính ra nước ngoài. Và chính khi ra nước ngoài mà la toáng lên thì sẽ bị ông Tô Lâm xác định mà bắt cóc. Còn bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì im lặng thì Tô Lâm cũng khó có thể tìm ra bà đang ở đâu để bắt về. Đây là hình ảnh cả ông Tổng Trọng và ông Bộ trưởng Tô Lâm đều dùng dũng tướng cho mưu đồ chính trị của mình. Vấn đề ông Đinh Văn Nơi khó xảy ra như Nguyễn Bá Thành bởi nhân vật chính là Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã trốn. Nhưng biết đâu Tô Lâm lại có thể hóng tin và bắt cóc được thì chiều hướng lại thay đổi. Khi đó bất lợi trong đương kim Thủ tướng sẽ hiện rõ và lúc đó không có gì đảm bảo an toàn chống Đinh Văn Nơi. Trò chơi chính trị bao giờ cũng là như dùng con dao hai lưỡi, nhất xanh cỏ, nhì đỏ ngực. Ông Nguyễn Bá Thành nhiều lần đỏ ngực vì dám nói, dám làm trước khi ông bị xanh cỏ. Đó chính là bài học lớn, không biết ông Đinh Văn Nơi có nhận ra hay không. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin "đưa lính thiện chiến đến Quảng Ninh, ông Tổng đang muốn công phá thành trì của ông Chính". Chiếc ghế thủ tướng thật là quá hấp dẫn.
ông Thủ tướng Phạm Minh Chính thì có quá nhiều đối thủ nên sóng gió cứ liên tục nổi lên quanh cái ghế quyền lực thứ nhì trong hệ thống quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vụ án Việt Á, ông Thủ tướng dính đến trách nhiệm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh và cả việc để cho Việt Á móc nối với các bộ làm điều ác với dân. Vết đen đó rất lớn, làm ông trở nên thất thế trước Chủ tịch Quốc hội trong cuộc đua và chiếc ghế cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam dường như ngày một xa. Rồi tiếp đến vụ mua bán vũ khí liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị bung bét từ nước ngoài cho thấy vai trò của ông Chính là rất lớn. Tuy hướng điều tra bị bóp méo vì những tin tức của vụ môi giới buôn bán vũ khí hàng tỷ đô la với Israel thuộc vào hàng tin mật quốc gia, mà ông Tổng đã chỉ đạo ông Tô Lâm lấy một cớ khác để truy bắt cho bằng được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn về quy án. Nhưng điều này ngày một khó khăn khi bà đã trốn từ lâu. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính. Đáng chú ý, lệnh khởi tố bà Nhàn được ban hành vào ngày 18 tháng 8 liên quan đến vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế IEC và Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, thời ông Phạm Minh Chính làm bí thư tỉnh. Giới thạo tin cho rằng khi ông Chính làm bí thư Quảng Ninh, ông đã xây dựng một hệ thống công quyền với những quan chức đầu ngành thuộc phe cánh của ông. Trong đó phải nói đến người đứng đầu ngành công an của tỉnh. Vì thế, những cuộc điều tra của ông Tô Lâm nhắm vào những sai phạm của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, thời ông Chính làm bí thư gặp làn cản lực rất lớn. Đại tá Đinh Văn Nơi là giám đốc công an tỉnh An Giang, được Trung ương đánh giá là dám làm, không sợ lợi ích nhóm. Ông Nơi đã bị giới tội phạm bỏ ra tới 20 tỷ đồng để đẩy ông ra khỏi vị trí giám đốc công an tỉnh An Giang và đích đến là Quảng Ninh. Nhưng tại sao đích đến là Quảng Ninh mà không phải là tỉnh khác? Đây là một câu hỏi được nhiều người đang đặt ra. Điều đầu tiên dễ thấy nhất đó là ông Đinh Văn Nơi không có quan hệ lợi ích với nhóm lợi ích thân ông Phạm Minh Chính tại Quảng Ninh. Và điều đặc biệt là ông Nơi không chùng tay trước bất cứ thế lực tội phạm nào. Điều đó đã được chứng minh khi ông còn là giám đốc công an tỉnh An Giang. Vậy mục đích chuyển ông Đinh Văn Nơi ra Quảng Ninh đã được lộ dần. Đó là phe ông Tổng muốn dùng một lính thiện chiến như Đinh Văn Nơi để chọc thủng lợi ích nhóm của ông Thủ tướng tại Quảng Ninh. Phòng tuyến của ông Thủ tướng trở nên nan nguy. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bị khởi tố tại vụ án Quảng Ninh dưới thời ông Phạm Minh Chính làm bí thư. Theo những thông tin mà chúng tôi nhận được, thì sau khi ông Đinh Văn Nơi nhận nhiệm vụ, ông sẽ bắt tay vào việc hỗ trợ Bộ Công an điều tra vụ sai phạm về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế IEC và Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Xem ra ông Tổng đang cố soi vào vụ án môi giới buôn bán vũ khí và đó cũng là tử huyệt nhắm vào ông Thủ tướng đương nhiệm Phạm Minh Chính. Có lẽ ông Tổng biết ông Thủ tướng là đối thủ cứng cựa nên đã đưa ngựa chiến Đinh Văn Nơi đến để làm lính tiên phong. Cũng xem ra ông Tổng cũng đang đánh giá rất cao ông Thủ tướng. Đây là hình ảnh đại tá Đinh Văn Nơi được điều về Quảng Ninh là dấu hỏi lớn về số phận của ông Thủ tướng đương nhiệm vào thời gian tới. Ông Tổng Bí Thư là mạnh nhất chứ không phải là mạnh vô đối. Nếu mạnh vô đối thì ông đã tống được Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua vào tù. Đằng này ông Tổng hết sức bất lực trước ba người này. Thế lực của ông Thủ tướng hiện nay tất nhiên là chưa bằng ông Tổng, nhưng cũng đủ sức để đối đầu. Thế lực của ông Thủ tướng không thể nào yếu hơn thế lực của ông Lê Thanh Hải được. Vì thế, dù đưa được lính thiện chiến đến Quảng Ninh, chưa chắc gì ông Tổng đã làm được ông Thủ. Được biết, đại tá Đinh Văn Nơi hiện nay đang được Trung ương đánh giá rất cao. Tuy nhiên, chống tội phạm ngoài xã hội thì dễ hơn đấu đá với thế lực chính trị trong đảng. Không biết ông Đinh Văn Nơi làm được gì ở đất Quảng Ninh, chúng ta sẽ cùng chờ xem việc gì sẽ được phơi bày trong thời gian tới.